Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ chế xe 2-3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ 24V 450W hàng chuẩn zin, tải trọng từ 300 đến 400 kg, nên khuyến khích là chạy ở trong giải 300 kg thì nó bền hơn. Và tùy theo tốc độ mình làm ra nó sẽ đạt đến cái tải trọng cao hơn. Cái đó mọi thứ tải trọng chỉ là tương đối. Các bạn là thiết kế xe thì cũng như xe máy vậy, nó có số 1, số 2 và số 3, số 4 thì động cơ cũng vậy. Đối với cái tỷ lệ nhông xích mắc khác nhau thì sẽ cho ra cái tải trọng khác nhau. Ở đây mình sẽ ước lượng là 300 đến 400 kg là bền, còn nhiều hơn thì phải sử dụng động cơ lớn hơn. Cái dòng này thì thích hợp sử dụng những cái dòng xe điện 2-3 bánh, xe 4 bánh dành cỡ nhỏ, cỡ trung, tầm khoảng 3 đến 4 người, hoặc là những cái dòng xe nhỏ nhỏ 3 đến 400 ở đây là tổng tải các bạn nhé. Chọn bộ sản phẩm bao gồm một cái tay đảo chiều, một cái chân ga, ổ khóa, một con điều khiển 24V 500W, một cái đồng hồ báo điện còn hay hết 24V, một cái sạc đầy tự ngắt 24V, một bộ nhông xích. Nhông xích này nó sử dụng nhông xích 420, và cái số nhông ở đằng sau thì nó có nhiều loại. Nó sẽ phụ thuộc vào đường kính bánh xe. Mình sẽ chọn cái tỷ lệ nhông này cho nó phù hợp. Nhông này bên mình có loại 29 răng, 34 răng, 38 răng và 41 răng. Cái xích thì nó chỉ mặc định là như thế này thôi. Các bạn làm xe thì sẽ còn phụ thuộc vào cái yếu tố đường kính bánh xe để lựa chọn cái nhông sau cho nó phù hợp. Đối với những dòng nhông lớn hơn thì sử dụng cho bánh lớn, và dùng nhông bé thì dùng cho bánh bé. Đối với những cái loại đường kính bánh là khoảng 30 cm, 25 đến 30 cm hoặc là 35 cm thì nên sử dụng những cái nhông 29 răng, 34 răng và 38 răng. Còn đối với những cái bánh đường kính lớn như bánh đường kính 40, 50 thì nên sử dụng cái nhông 38 răng hoặc là 41 răng, thì nó sẽ được cái tốc độ và tải trọng nó sẽ phù hợp. Và tốc độ của cái loại này thì có thể đạt được là từ 20-25 cho đến 35. Cái này là phụ thuộc vào cái nhông xích này. Càng nhanh thì nó sẽ càng yếu, mà càng chậm thì nó sẽ càng khỏe. Còn đây là cái động cơ 24V 450W. Động cơ này là động cơ hàng chuẩn luôn các bạn nhé. Ở trong một cái video mình đã có giới thiệu, động cơ này là của thương hiệu Unimotor, rất là nổi tiếng. Có tem trên thân động cơ thì có mã số được in chìm, và dưới đuôi động cơ thì nó có một cái quạt để tản nhiệt, giảm độ nóng cho động cơ, sẽ làm cho cái hiệu suất động cơ nó được tăng lên cao. Còn một số cái dòng động cơ nó không có cái quạt tản nhiệt đằng sau này thì động cơ sẽ nóng, nó sẽ không được bền. Bởi vì đặc thù của cái dòng động cơ này nó sử dụng lam châm từ, nhiệt độ càng cao thì tuổi thọ của động cơ sẽ càng thấp. Vì vậy, đối với cái dòng động cơ mà có quạt tản nhiệt thì độ bền nó sẽ rất là cao. Thông số của cái động cơ này nó có tải như sau. Động cơ này có model là MI1020, điện áp là 24V, tốc độ đầu ra là 560 vòng trên phút. Bình ắc quy thích hợp sử dụng thì các bạn nên chọn những cái dòng bình khoảng 20A trở lên. Đấy là phù hợp. Cái sạc này thì có thể sạc phù hợp cho bình 12A và 20A. Còn những cái bình sạc lớn hơn thì phải sử dụng loại sạc lớn hơn để cho cái thời gian sạc nó nhanh lên. Điều khiển này là điều khiển rất là nhiều chức năng. Hiện tại thì bên mình chỉ lắp chức năng chạy. Còn các bạn muốn có chức năng đèn phanh hay các thứ thì ở trên điều khiển này nó đều có sẵn chức năng đèn phanh.
Chân ga thì có 3 loại chân ga, các bạn có thể xem lại video trước. Chân ga nó có loại treo, loại thường. Tốc độ của động cơ này thì nhanh hơn cái động cơ 24V 350W, thì tốc độ nó chậm hơn, nó có 330 vòng trên phút thôi. Còn cái động cơ này thì tốc độ 560 vòng trên phút. Làm xe tốc độ nhanh thì sử dụng con này là phù hợp nhất. Đây là chi tiết cái động cơ này. Đây các bạn để ý này, trên thân động cơ này bao giờ cũng có mã số này. Đó, cái mã số này thì mình cũng không in được, chỉ có nhà máy người ta in ra thôi. Còn đây là cái quạt, lồng quạt tản nhiệt này. Đây là cái tem của hãng này. Ở bên nhà mình thường bán cái hãng này, cho nên là thường ở những cái động cơ 48V 500 nó cũng có cái tem này. 48, 750, 1000, 3000W đều có. Còn đây là các cái thông số của cái động cơ. Giá trọn bộ sản phẩm này là 2.050.000 đồng, chưa bao gồm cước vận chuyển. Cước vận chuyển toàn quốc là 120.000 đồng. Các bạn mua từng món hay bớt món nào ra thì có thể xem ở dưới phần mô tả sản phẩm. Bên mình sẽ báo giá chi tiết từng món một. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái video mới ra, các cái dòng sản phẩm mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cần loại công suất cao hơn, xin vui lòng xem những video khác, hoặc là những cái công suất nhỏ hơn cũng trong video khác mình đều có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.